Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán giả đến với Điểm tin Thế giới. Kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. CBS News, giám đốc tình báo Mỹ xác nhận có can thiệp nước ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống. Hôm thứ tư, ngày 16 tây tháng 12, phóng viên Catherine Hurridge của CBS News tiết lộ giám đốc tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe đã chia sẻ rằng cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 năm nay có sự can thiệp của Trung Quốc, Nga và Iran trong một chương trình tin tức độc quyền của CBS News. Khi người dẫn chương trình hỏi ông Ratcliffe đã nói gì về sự gian lận bầu cử và can thiệp nước ngoài, bà Kathleen trả lời: Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Ratcliffe lãnh đạo 17 cơ quan tình báo và ông có quyền truy cập và những thông tin tuyệt nhật, tuyệt mật nhất do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ. Ông nói với CBS News rằng đã có sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử tháng 11 năm nay bởi Trung Quốc, Iran và Nga và ông dự kiến sẽ có một báo cáo công khai về những phát hiện đó vào tháng 1. Vào tháng 9 năm nay, Tổng thống Trump đã ra hạn cho lệnh hành pháp liên quan đến can thiệp nước ngoài vào cuộc bầu cử sau khi lệnh này lần đầu tiên được ban hành vào tháng 9 năm 2018. Sắc lệnh này cho phép ông John Ratcliffe, Giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, đưa ra báo cáo về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 trong vòng 45 ngày kể từ ngày bầu cử. Ngày 18-12 tháng 12 là hạn chót để ông John Ratcliffe đưa ra báo cáo an ninh tổng tuyển cử khẳng định cuộc bầu cử có bị can thiệp bởi các lực lượng nước ngoài hay không. Gateway Pundit Mark Zuckerberg bị kiện vì dùng tiền bẩn tài trợ gian lận bầu cử. Ông Mark Serrano, chủ tịch của Proactive Communication, đã công bố một vụ kiện của dự án Amistad chống lại người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg người đã dùng những đồng tiền bẩn để tạo điều kiện cho gian lận ở các tiểu bang chính địa, theo Gateway Pundit. Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình Steve Bannon của The War Room vào sáng thứ Tư ngày 16 tây tháng 12 về một báo cáo được sử dụng làm bằng chứng do vụ cho vụ kiện. Ông Serrano nói, báo cáo này nêu chi tiết về sự tham gia của họ. Facebook trong mạng lưới làm tiền bẩn này. Nó sẽ là trung tâm của một vụ kiện mà chúng tôi sẽ đệ trình trong 24 giờ tới tại tòa án quận Columbia thuộc hệ thống tòa án liên bang nơi thụ lý đơn kiện của các bang Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Arizona và Georgia. Khi được Steve Bannon hỏi rằng trọng tâm của vụ kiện về gian lận bầu cử xảy ra tại những tiểu bang chiến địa Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Arizona và Georgia mà dự án amistad đã sẽ đệ trình dựa trên báo cáo này là gì ông mark trả lời về cơ bản đó là một hệ thống khiến hành vi gian lận này diễn ra ở mức độ lớn trước hết là việc facebook tài trợ tiền bẩn sau đó là sự thay đổi và bóp méo luật bầu cử của các thống đốc và thư ký bang cho tới ngày bầu cử và sau đó là gian lận như chúng ta sẽ đã thấy diễn ra vào ngày sau ngày bầu cử thể hiện trong việc quản lý cuộc bầu cử và thậm chí trong việc kiểm phiếu nơi tỷ phú Mark Zuckerberg được phép vào phòng kiểm phiếu vì anh là nhà tài trợ. Nhìn lại 10 năm mùa xuân Ả Rập. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Mohammed Bouazizi, một người bán hàng trong Tunisia, tự thiêu để phản đối các cảnh sát tham nhũng tịch thu gian hàng của anh. Vụ tự thiêu diễn ra vào ngày 17 tháng 12 năm 2010, được nhiều người coi là tia lửa châm ngòi cho mùa xuân Ả Rập, một làn sóng cách mạng tràn qua Trung Đông. Những nhân vật độc tài trông có vẻ bất khả xâm phạm lần lượt sụp đổ, đầu tiên là Tunisia và Ai Cập, sau đó đến Libya và Jackman nhưng cách mạng sớm trôi vào di vãng cuộc thử nghiệm dân chủ của Ai Cập thất bại chóng vắng Libya Syria và Jackman rơi vào một nội chiến và trở thành sàn đấu cho các cường quốc nước ngoài các quốc gia vùng vịnh giàu đã có đã chi mạnh tay để xoa dịu người dân của họ và tiếp sức cho các lực lượng phản dân chủ ở những nơi khác Giờ đây khu vực ít tự do hơn so với năm 2010 và cũng trở nên tồi tệ hơn trên nhiều mặt khác. Chỉ duy nhất Tunisia nổi lên từ cuộc nối dậy với một nền dân chủ tuy mong manh nhưng chân chính và người dân của họ hoàn toàn có quyền tự hào. Texas cùng chín tiểu bang kiện Google vì vi phạm luật chống độc quyền. Với sự ủng hộ của chính tiểu bang, Texas đã dẫn đầu một đơn kiện Google vào thứ Tư ngày 16 tây tháng 12, cáo buộc công ty công nghệ này vi phạm luật chống độc quyền khi điều hành một doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến, theo The Texas Tribune. Thật không công bằng khi Google loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình và tự phong cho mình là ngôi vị đứng đầu mạng quảng cáo trực tuyến. Hay để tôi nói theo cách này. Nếu thị trường tự do là một trận đấu bóng chày, thì Google đã tự định định vị mình là người ném bóng, người đánh bóng và trọng tài chính. Google là một công ty độc quyền trị giá hàng nghìn tỷ đô la đã lạm dụng quyền lực của mình một cách trắng trợn. Tổng trưởng lý tiểu bang Texas Ken Paxton cho biết trong một video đăng tải trên Twitter hôm thứ Tư ngày 16 tây tháng 12 đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Texas, cáo buộc Google đã sử dụng vị trí của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến để trích thuế đối với các trang web và chèn ép các đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp, thực hiện các hành vi sai trái, gây hiểu lầm và lừa đảo trong khi bán, mua và đấu giá các quảng cáo hiển thị hình ảnh trực tuyến. Những hành vi lừa đảo và phản cạnh tranh này đã làm giảm đáng kể khả năng kiếm tiền từ nội dung của nhà xuất bản, tăng chi phí quảng cáo và gây bất lợi trực tiếp cho người tiêu dùng. Mỹ đặt mục tiêu chống Trung Quốc quyết đoán hơn trên biển Đông năm 2021. Quân đội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo sẽ quyết đoán hơn trong việc đáp trả các hành vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ cáo buộc có tham vọng bành trướng ở biển Đông. Truyền thông quốc tế hôm 18 tháng 12 dẫn một tài liệu có nội dung về các mục tiêu đặt ra cho hải quân, thủy quân lục chiến và tuần duyên Hoa Kỳ năm 2021. Lầu Năm Góc nói rằng một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc đang cạnh tranh cân bằng quyền lực ở các khu vực quan trọng và tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện nay. Cơ quan này tố cáo Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng ở biển Đông và tìm cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực thông qua các chương trình như sáng kiến Vành đai và Con đường. Mặc dù tài liệu cũng đề cập nghe là một mối đe dọa đối với quân đội Mỹ, nhưng Trung Quốc là đối thủ duy nhất có tiềm lực kinh tế và quân sự tổng hợp để đưa ra thách thức lâu dài toàn diện đối với Hoa Kỳ. Các hoạt động và thái độ của lực lượng hải quân sẽ là tập trung vào việc chống lại các hành vi xấu của CHND Trung Hoa trên toàn cầu và tăng cường khả năng ngăn chặn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tài liệu của quân đội Mỹ nói EU đồng ý về nguyên tắc trước thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Brussels nói với tờ South China Morning Post hôm thứ năm ngày 17 tháng 12 rằng liên minh châu Âu EU đã đồng ý về mặt nguyên tắc với một thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc. Đây được xem như một thắng lợi lớn cho Bắc Kinh khi mối quan hệ với Hoa Kỳ vẫn tiếp tục rạn nứt. Hai nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của EU là thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã đồng ý để thỏa thuận được tiến hành theo nguồn tin nói với SCMP. Đức nước hiện đang giữ chức chủ tịch hội đồng EU đã thông báo rằng thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc sẽ được thảo luận giữa các đại diện của 27 quốc gia trong khối vào thứ Sáu động thái mang tính biểu tượng chính trị giữa Trung Quốc và EU diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục thực thi những chính sách cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các cá nhân tổ chức liên quan. Mỹ ban hành lệnh cấm đối với thiết bị điện Trung Quốc tại các căn, các căn cứ quân sự. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ hôm thứ Năm, ngày 17 tháng 12, đã ký lệnh cấm các công ty điện cung cấp dịch vụ cho các cơ sở quốc phòng quan trọng nhập khẩu một số hàng mục hệ thống điện tử Trung Quốc. Đây được cho là nỗ lực mới nhất nhằm bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ khỏi các cuộc tấn công mạng và các cuộc tấn công khác. Lệnh cấm của Bộ Năng lượng quy định những công ty cung cấp cho các cơ sở quốc phòng ở dịch vụ điện áp 69 KV trở nên bị cấm mua nhập khẩu truyền giao hoặc lắp đặt hệ thống truyền phát điện số lượng lớn từ Trung Quốc hiện vẫn chưa rõ địa điểm quốc phòng nào được coi là trọng yếu Bộ năng lượng chưa trả lời với các yêu cầu bình luận của Reuters thiết bị điện số lượng lớn của Trung Quốc trong lệnh cấm bao gồm các hạng mục được sử dụng trong trạm biến áp phòng điều khiển hoặc nhà máy điện gồm lò phản ứng hạt nhân tụ điện, máy biến áp, máy phát điện lớn, máy phát điện dự phòng và các thiết bị khác. Bộ trưởng năng lượng Dan Briellet cho biết trong thông cáo, chúng tôi bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho hệ thống điện chống lại các cuộc tấn công và khai thác của các đối thủ nước ngoài. Ông Briellet cho biết đây một trong những bước mà chính quyền Trump đang thực hiện để làm giảm khả năng của các đối thủ nước ngoài nhắm vào cơ sở hạ tầng điện quan trọng của chúng ta. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16 tây tháng 1. TNS Rand Paul Các tòa án tránh né dự kiện gian luận, viện cớ thủ tục để bác đơn kiện. Thượng nghị sĩ Rand Paul đã bác bỏ luồng thông tin cho rằng các tòa án đã đưa ra quyết định đối với các lời khai và bằng chứng cáo buộc gian lận bầu cử tại Mỹ. Ông nói rằng các vụ kiện gian lận phiếu bầu bị bác vì thủ tục chứ không phải thiếu bằng chứng, theo The Epoch Times. Các tòa án chưa đưa ra các quyết định đối với các dự kiện. Về gian lận được cung cấp, ông Paul nói hôm thứ Tư ngày 16 tây tháng 12. Trong phiên điều trần tại Thượng viện về gian lận bầu cử, các tòa án chưa bao giờ xem xét các dự kiện. Các tòa án không thích cuộc bầu cử và họ đã trốn tránh khỏi điều này bằng cách tìm một cái cớ. Thượng nghị sĩ của bang Kentucky cho biết, các tòa án chủ yếu bác bỏ các vụ kiện từ nhóm pháp lý của tổng thống Donald Trump hoặc các vụ kiện liên quan đến bầu cử khác vì họ cho rằng chưa làm đúng các thủ tục khởi kiện. Tức họ không bác bỏ vụ kiện từ góc độ xem xét các lời khai hoặc bằng chứng gian lận được cung cấp đồng tình với ông Paul. Cựu cố vấn đặc biệt của Tổng luật sư Hoa Kỳ Ken Starr nói, nói trong phiên điều trần rằng trong số 60 trường hợp kiện gian lận phiếu bầu, thì phần lớn trong số đó là bị thẩm phán bác bỏ vì lý do thủ tục thay vì nội dung phản ảnh trong hồ sơ vụ kiện. Ông Starr cho biết, các quan chức bầu cử Pennsylvania đã vi phạm một cách rõ ràng hiến pháp tiểu bang trước cuộc Bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 Giám đốc tình báo Quốc gia Mỹ Đã đưa ra báo cáo về dân biểu Có quan hệ với điệp viên Trung Quốc Phóng viên Chat Program của Fox News Đã báo cáo Vào chiều thứ sáu ngày 18 tháng 12 Theo giờ của Mỹ Rằng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe Đã đưa ra báo cáo về Eric Swartwell Trong cùng ngày báo cáo đến hạn. Đến hạn hôm nay là ngày 18 đã được ủy quyền theo lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI hôm thứ Sáu đã hoàn thành thông báo tóm tắt với lãnh đạo phe thiểu số của Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về mối quan hệ của dân biểu Đảng Dân Chủ Eric Swalwell với điệp viên Trung Quốc Phương Phương tức là Fang Fang theo Fox News. Ông McCarthy xuất hiện từ buổi họp giao ban chiều thứ sáu và nói với các phóng viên tại Điện Capitol rằng Swalwell không nên ở trong Ủy ban tình báo. Dân biểu bị nghi có mối quan hệ với đặc viên Trung Quốc, Swalwell hiện đang ngồi trong Ủy ban tình báo Hạ viện và có quyền truy cập vào một số thông tin tuyệt mật nhất của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Mike Pence Công bố tên mới cho lực lượng không gian Hoa Kỳ Ngày 18-12, lực lượng không gian Hoa Kỳ, United States Space Force, tổ chức lễ kỷ niệm tròn một năm thành lập, Phó Tổng thống McPenn đã đến dự và tuyên bố đặt tên lực lượng không gian là người bảo vệ. Phó Tổng thống McPenn nói, tôi rất, rất vinh dự được thay mặt Tổng thống Trump thông báo rằng, kể từ bây giờ các nhân viên của lực lượng không gian Hoa Kỳ sẽ được gọi là người bảo vệ ông cũng nói rằng những người bảo vệ không gian này sẽ làm việc với quân đội, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Họ sẽ cùng nhau bảo vệ nước Mỹ. Trên Twitter, lực lượng không gian Hoa Kỳ cũng giới thiệu về nguồn gốc cái tên người bảo vệ. Trong đó có đoạn viết, việc đặt tên người bảo vệ cho đơn vị chính là muốn nói đến trách nhiệm to lớn của đơn vị trong thời khắc này. Cái tên người bảo vệ đã có lịch sử lâu đời nó bắt nguồn từ bộ tư lệnh không gian đầu tiên của không quân Hoa Kỳ, được viết tắt là AFSPC. Vào năm 1983, phương châm của lực lượng chính là trở thành người bảo vệ lãnh thổ trên không. Lực lượng không gian Hoa Kỳ còn twist thêm rằng, danh hiệu người bảo vệ này cũng gắn kết lực lượng này với di sản và văn hóa đáng tự hào. Họ đang cung cấp sự bảo hộ cho người dân mỹ và các đồng minh của mỹ mỗi ngày trung quốc bị cáo buộc khai thác mạng cáp dưới biển để dò thám các nước khác trung quốc đang hỗ trợ tư nhân đầu tư vào các dự án cắp dưới nước ở khu vực thái bình dương nhằm dò thám các quốc gia khác và đánh cắp dữ liệu từ những nước này theo các báo cáo Newsweek đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Sáu, ngày 18 tháng 12, tuyên bố rằng Trung Quốc đang có kế hoạch độc chiếm các mạng lưới liên lạc ở Thái Bình Dương để đánh cắp dữ liệu có giá trị từ các nước đối thủ. Báo cáo được đưa ngay sau khi một cuộc điều tra của Brothers cho thấy quan chức chính phủ Mỹ đã cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương không nên trao hợp đồng cáp dưới nước cho các công ty của liên kết với nhà nước Trung Quốc. Các hợp đồng này liên quan đến dự án kết nối Kiribati, Kiribati. Được viết tắt là KCP. Được thiết kế vào năm 2017 để cải thiện thông tin liên lạc với các đảo quốc Nauru Liên bang của Micronesia, được viết tắt là FSM và Kiribati. Các nhà thầu bao gồm NC, NEC của Nhật Bản, Nokia của Phần Lan và Alcatel Submarine Networks, được viết tắt là ASN, có trụ sở tại Pháp và Huawei Marine. Công ty gần đây đã được thoái vốn của Huawei Technology Corporation Ltd và hiện thuộc sở hữu đa số của một công ty Trung Quốc khác. COVID-19 Quốc hội Mỹ thông qua kế hoạch hỗ trợ thứ ba trị giá 900 tỷ đô la. Sau nhiều tháng tranh luận, ngày 20 tháng 12 năm 2020, nghị sĩ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch khẩn cấp thứ ba trị giá 900 tỷ đô la để hỗ trợ nền kinh tế và hàng triệu người dân Mỹ bị tác động vì dịch COVID-19. Kế hoạch sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội lưỡng viện Mỹ ngày 21 Tây tháng 12. Tổng trị giá gói cứu trợ khẩn cấp thứ ba này giảm 100 tỷ đô la so với yêu cầu ban đầu của Đảng Dân Chủ. Bất đồng này đã khiến hai bên mất nhiều tháng để đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thông tin viên RFI Lupna Anaki tường trình từ New York Thỏa thuận này được trông đợi từ rất lâu và phải mất đến 7 tháng để cuối cùng các nghị sĩ mới nhất trí được với nhau. Từ hôm qua, các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ hoàn ngành khoản hỗ trợ này được đánh giá là mang tính sống còn cho nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng như cho hàng triệu người dân Mỹ đang gặp khó khăn. 900 tỷ đô la, đây là kế hoạch trợ giúp thứ ba kể từ khi bắt đầu đại dịch. Theo kế hoạch, những gia đình khó khăn nhất sẽ nhận được một ngân phiếu 600 đô la. 25 tỷ đô la sẽ được dành cho hỗ trợ nhà ở để tránh cho người thuê nhà bị trục xuất. Gần 300 tỷ sẽ được dành hỗ trợ cho các trụ sở hữu kinh doanh nhỏ hoặc chủ nhà hàng. Phía đảng Dân Chủ từng muốn có một khoản hỗ trợ lớn cho các bang đã phải giảm bớt các yêu cầu do phía đảng Cộng Hòa phản đối từ 100 tỷ đô la đó lẽ ra sẽ được dành chi trả cho phương tiện giao thông cộng công cộng và trường học. Khi thông báo thỏa thuận này, các nhà lãnh đạo đảng dân chủ và cộng hòa đều cáo buộc nhau đã kéo dài các cuộc đàm phán suốt nhiều tháng qua. Văn kiện hiện chờ được đúc kết và đưa ra bỏ phiếu ở quốc hội trong những giờ tới. Sau đó, văn bản sẽ được trình lên tổng thống Donald Trump ký. Cũng trong tối ngày 20 tháng 12. Tổng thống Mỹ đã ký một dự luật về chi tiêu tạm thời nhằm tránh tình trạng chính phủ phải ngừng hoạt động trong khi chờ quốc hội thông qua ngân sách năm 2021. Tổng thống Trump bác tin thiết quân luật Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương đã lên tiếng cho rằng việc ông định dùng với thiết quân luật là không đúng sự thuật. Tổng thống Trump viết trên Twitter thiết quân luật bằng tin tức giả mạo. Trước đó, trang The New York Times trích dẫn các nguồn ẩn danh cho biết Tổng thống Trump đã gặp luật sư Sidney Powell và tướng Michael Flynn vào tối thứ Sáu ngày 19 tháng 12 để bàn bạc thêm các chiến lược thách thức của bầu cử Tổng thống năm 2020. Trang báo của Mỹ đưa tin rằng Tổng thống đã thảo luận về việc áp đặt thiết quân luật và khai triển quân đội để tổ chức lại cuộc bầu cử. New York Times cho biết Tổng thống Trump đã cân nhắc việc bổ nhiệm luật sư Sidney Powell làm cố vấn đặc biệt để điều tra cuộc bầu cử và luật và luật sư của ông và cựu thị trường Rudy Giuliani đã đặt câu hỏi liệu Bộ An ninh Nội địa có thể thu giữ máy bỏ phiếu để kiểm tra hay không. Cố vấn Tòa Bạch Ốc Pat A. Poulon, là tránh văn phòng tòa Bạch Ốc Mark Meadows được cho là đã phản đối ý kiến trên. Thêm một dân biểu tuyên bố thách thức kết quả bầu cử ngày 6 tháng 1. Dân biểu Cộng hòa tại bang Bắc California Madison Cawthorn thông báo ông sẽ thách thức kết quả của bầu cử trong cuộc họp chung của Quốc hội ngày 6 tháng 1. Ông Cawthorn, đã tham gia sự kiện Student Action Summit Summit năm 2020 để tổ chức lại West Palm Beach, Florida vào ngày 19 tháng 12. Tại đây, ông phát biểu nếu quan sát những điều đang xảy ra tại những bang do đảng dân chủ kiểm soát hoặc có thống đốc và thư ký tiểu bang là thành viên đảng dân chủ thì bạn sẽ thấy họ đã phạm pháp và đi ngược lại hiến pháp trong cuộc bầu cử này. Vì vậy ông Cawthorn nói vào ngày mùng 6 tây tháng 1, tôi sẽ thách thức kết quả cuộc bầu cử này. Ông Cawthorn cũng nhấn mạnh một lần nữa quan điểm của mình trên Twitter. Quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tự do và công bằng là nền tảng của nền Cộng hòa của chúng ta. Tôi chọn lấp lỗ đạn để chiến đấu cho chúng ta. Mỹ tính chi 1,9 tỷ US dollar loại bỏ thiết bị viễn thông Trung Quốc. Reuters ngày 20 tháng 12 dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết các nhà lập pháp Mỹ dự kiến thông qua kế hoạch cấp 1,9 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho chương trình loại bỏ các thiết bị mạng viễn thông mà chính phủ Mỹ cho là nguy cơ gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia. Kế hoạch này là một phần của dự luật cứu trợ trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán trị giá 900 tỷ đô la Mỹ. Hồi tháng 6, Ủy ban truyền thông liên bang được viết tắt là FCC. Thông báo đã chính thức đưa Huawei và ZTE, hai tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, vào danh sách các mối đe dọa an ninh quốc gia. Đầu tháng 12, FCC đã hoàn tất bộ quy tắc trong đó yêu cầu các nhà mạng phải loại bỏ thay thế các thiết bị của ZTE và Huawei mà họ đang sử dụng Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn phải chờ quốc hội chấp nhận. Các trợ lý cấp cao tại quốc hội Mỹ xác nhận với Reuters rằng các nhà lập pháp cũng dự kiến hỗ trợ 3,2 tỷ đô la Mỹ cho chương trình băng thông rộng khẩn cấp dành cho người Mỹ có thu nhập thấp. Ấn Độ lo ngại Trung Quốc xây thêm đập thủy điện ở Tây Tạng theo Taiwan News, sau khi Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ phát triển thủy điện ở hạ lưu sông Yolong Shanpo như một phần của kế hoạch 5 năm, năm lần thứ 14. Ấn Độ lo ngại chính phủ Trung Quốc lợi dụng kế hoạch này để thực hiện âm mưu quân sự. Yolong Shanpo là con sông dài nhất ở Tây Tạng, chảy vào miền đông Ấn Độ, nơi đó nó được người Ấn gọi là Brahmaputra. Trước đây, trước khi chảy ra biển Ấn Độ Dương qua Bangladesh, trên sông Yalong, Shangpo, Trung Quốc đang có kế hoạch phát triển nhiều dự án thủy điện, đặc biệt là ở khu vực hạ Lu nơi có thể cung cấp gần 70 triệu kilowatt một giờ điện gấp 3 lần lực lượng cung cấp điện của đập Tam Hiệp theo China 5E. Hiện Trung Quốc đã xây dựng trên Yolong Tashangbo, đập thủy điện Giang Mù bắt đầu phát điện từ tháng 11 năm 2014. Cấm nhập khẩu than Úc khiến nhiều thành phố Trung Quốc bị cắt điện luân phiên. Lệnh cấm nhập khẩu than của Úc của Bắc Kinh đang gây tác dụng ngược bởi hàng chục thành phố ở Trung Quốc buộc cư dân và văn phòng công sở phải chịu cảnh mất điện luân phiên. Theo Daily Mail, tình hình tồi tệ đến mức đèn đường công cộng bị tắt ở thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc do các nhà máy điện hoạt động không đủ công suất do thiếu than. Tại thành phố Ôn Châu, chính quyền địa phương đã yêu cầu các doanh nghiệp không được sửa ấm văn phòng của họ trừ khi nhiệt độ gần đóng bằng. Ở tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc, tràn ngập thông tin trên mạng xã hội Weibo về việc nhiều người lao động ở trường Sa phải leo thang bộ hàng chục tầng sau khi thang máy ở đây ngừng hoạt động và bị cắt điện. Tôi chưa bao giờ khốn khổ đến thế để đến văn phòng. Một người lao động ở trường Sa nói với tờ Financial Times, người này đã bị mắc kẹt trong thang máy gần 40 phút vào tuần trước vì mất điện. COVID-19, Tổng thống Mỹ Trump bác dự luật hỗ trợ tài chính 900 tỷ đô la. Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 22 tháng 12 năm 2020 bác dự luật về kế hoạch hỗ trợ trị giá 900 tỷ đô la mà Quốc hội Lưỡng viện đã thông qua ngày 21 tháng 12. Nguyên thủ Mỹ gọi gói hỗ trợ COVID vừa được thông qua là một điều xấu hổ và ông đòi tăng tiền hỗ trợ cho người dân. Từ Houston, thông tin viên RFI Thomas Harms, cho biết đó là một điều bất ngờ cho Giáng sinh mà người Mỹ không mong đợi Kế hoạch hỗ trợ mới đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua Với số phiếu ủng hộ áp đảo Chỉ có 7 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống Kế hoạch hỗ trợ này sẽ cho phép rất nhiều hộ gia đình Nhận tấm sách trị giá 600 đô la ngay từ tuần tới Như Bộ trưởng Tài chính Stephen McNaughton đã hứa hôm thứ hai ngày 21 tây tháng 12. Thế nhưng tấm sắt này sẽ không đến tay họ. Tổng thống Donald Trump đề nghị sửa đổi dự luật không tính gộp vào đó những khoản chi cho ngân sách chính phủ mà ông liệt kê ra và cho là vô ích. Donald Trump muốn những người được hưởng trợ cấp nhận được 2.000 đô la chứ không phải 600 đô la theo đạo luật mà Tổng thống không chấp thuận. Mỹ dự chi 900 tỷ đô la để giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp gặp khó khăn và 1.400 tỷ đô la cho hoạt động của chính quyền. Việc đạo luật tài chính này không được thông qua có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì trong dự luật kế hoạch hỗ trợ kết hợp với ngân sách của chính phủ, nên nếu không có chữ ký phê chuẩn của Tổng thống, chính quyền Hoa Kỳ có nguy cơ phải đóng cửa vào thứ hai năm thứ hai ngày 28 tháng 12. Theo AFP, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp trả trên Twitter là ngay trong tuần tới, phe dân chủ sẵn sàng nhất trí tuyệt đối về khoản tiền hỗ trợ 2.000 đô la một người như Tổng thống Donald Trump mong muốn. Còn Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng trên Twitter nhận định cho dù chưa hoàn hảo, nhưng kế hoạch cứu trợ khẩn cấp lần này phải được triển khai càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Tổng thống tái tổng thống đắc cử Joe Biden hôm qua đánh giá gói cứu trợ 900 tỷ đô la mà lưỡng viện thông qua là bước đầu tiên nhưng chưa đủ. Vì thế, sang năm 2021, ông sẽ đề nghị Quốc hội thông qua một kế hoạch mới để hỗ trợ kinh tế kính thưa quý khán thính giả, chương trình điểm tin thế giới đến đây xin chấm dứt. Ngọc Dung xin thân ái, kính chào tạm biệt quý khán thính giả và hẹn trong chương trình kỳ tới. Quý khán thính giả thân yêu của Ngọc Dung ơi, à, vì có một số mà Ngọc Dung à, không thể đến đến chương trình điểm tin thế giới cho quý vị có thể trong một thời gian không biết là bao lâu mà có lẽ hơi dài vì um, sức khỏe của Ngọc Dung không được khá cho lắm cho nên Ngọc Dung xin tạm ngưng và khi nào Ngọc Dung đã có kết quả và khỏe lại rồi thì Ngọc Dung tiếp tục tiếp tục tiếp tục để mà cống hiến quý vị những bài đọc thật hay do Thái Hà tóm lược vậy xin quý vị hãy cầu nguyện như ngọc dung nhé và ngọc dung xin kính chúc quý vị và toàn thể gia đình một ngày lễ giáng sinh thật an lành và hạnh phúc và một năm mới thật là thịnh vượng ngọc dung xin kính chào tạm biệt và cảm ơn quý vị rất nhiều